giải cứu đội bóng Thái Lan, các cầu thủ sẽ không được gặp người nhà trong 48 giờ sau khi ra khỏi hang. Cầu thủ nhí đầu tiên được đưa ra khỏi hang vào lúc 17 giờ 37 phút theo giờ địa phương, còn em nhỏ thứ hai được đưa ra ngoài vào lúc 17 giờ 50, sớm hơn so với dự kiến. Theo thông tin mới nhận được từ hiện trường, chiến dịch giải cứu tham luân, 4 cầu thủ nhí đã được đưa ra ngoài thành công theo hướng lặn ra ngoài cửa hang. Trong đó, một em được đánh giá sức khỏe ở mức độ đỏ, tức là rất yếu. Hai cậu bé đầu tiên ra ngoài đã được máy bay chuyển ngay đến bệnh viện địa phương sau khi được sơ cứu. Cầu thủ nhí đầu tiên được đưa ra khỏi hang vào lúc 17 giờ 37 phút theo giờ địa phương, còn em nhỏ thứ hai được đưa ra ngoài vào lúc 17 giờ 50. Đội bóng nhí và huấn luyện viên của các em sẽ được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện Ratchanokorn của tỉnh Chiang Rai trong vòng ít nhất 24 giờ đầu tiên sau khi được đưa ra khỏi hang, tờ Bangkok Post cho hay. Thân nhân của họ sẽ không được thăm viếng trong suốt thời gian đó và chỉ được phép vào thăm sau khi hoàn thành quy trình kiểm tra y tế dài 48 giờ. Theo bác sĩ Thong Chay, chánh thanh tra Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết, sau khi được đưa ra khỏi hang thành công, các cầu thủ nhí và huấn luyện viên của các em có thể được xuất viện và trở về nhà trong vòng 5 ngày. Trước đó, có thông tin cho biết huấn luyện viên 25 tuổi Ekabor Chantawang sẽ là người cuối cùng rời khỏi hang tham luân sau khi các em nhỏ được giải cứu thành công. Chiến dịch giải cứu đã bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 8 tháng 7, 13 thợ lặn quốc tế và 5 thợ lặn hải quân Hoàng gia Thái Lan đã bắt đầu vào hang giải cứu đội bóng nhí. Họ đang phải gấp rút chạy đua với thời gian trước khi mức oxy trong hang giảm xuống thấp hơn 15% và trước khi cơn mưa bão ập đến khiến mực nước trong hang lại dâng lên. Ngày đầu cứu hộ đội bóng Thái Lan thành công ngoài mong đợi. 4 thành viên đầu tiên của đội bóng Thái Lan đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hang tham luân trong ngày đầu tiên của chiến dịch giải cứu. Đây là thông tin được người dân Thái Lan và thế giới mong chờ nhất trong ngày hôm qua ngày 8 tháng 7 và đã được người đứng đầu lực lượng cứu hộ Thái Lan, ông Narongsat đưa ra tại cuộc họp báo diễn ra vào khoảng 21 giờ tối cùng ngày. Tại cuộc họp báo diễn ra vào tối ngày 8 tháng 7 sau khi thông tin các em nhỏ bắt đầu được đưa ra khỏi hang tham luân, ông Narongsat, chỉ huy trưởng chiến dịch cứu hộ cho biết chiến dịch giải cứu đã thành công hơn mong đợi. Ngay trong ngày đầu tiên đã có 4 em được đưa ra khỏi hang sau khi kiểm tra sức khỏe, các em được đưa đến bệnh viện tỉnh Chiang Rai, cách hang động tham luân khoảng 70 km để chăm sóc. Tất cả các em nhỏ đều được vận chuyển bằng máy bay trực thăng và di chuyển mất khoảng 15 phút. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ cũng đã đưa được thêm 4 em khác tới vị trí an toàn hơn trong hang. Theo ông Narongsat, việc giải cứu các em trong ngày 8 tháng 7 bởi nhiều lý do như chúng tôi đã thông báo, hôm nay là tốt nhất với những yếu tố thuận lợi, mực nước đã được rút xuống, sức khỏe của các em nhỏ cũng đã được cải thiện tốt và công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều ngày để có thể thực hiện nhiệm vụ này. Đã có 90 người tham gia chiến dịch giải cứu ngày 8 tháng 7, trong đó có 50 người nước ngoài và 40 người Thái. Nhóm giải cứu chính gồm 18 người, gồm 10 người chuyên gia lặn, 3 chuyên gia kỹ thuật, người nước ngoài và 5 người thuộc lực lượng Hải quân Thái Lan. Chính vì sự phối hợp ăn ý nên các thành viên trong nhóm cứu hộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Narongsat khẳng định, chúng tôi đã đưa được 4 người ra khỏi hang. Đây được cho là một thành công rất lớn đối với chúng tôi trong ngày hôm nay. Có được thành công đó được dựa vào tất cả những lực lượng tham gia cứu hộ trong ngày hôm nay. Hiện tại, các công việc cứu hộ đã được dừng lại trong đêm ngày 8 tháng 7 do các trang thiết bị cần thiết để giải cứu cho các em nhỏ đã sử dụng hết. Các bình oxy cũng cần phải nạp thêm. Tuy nhiên, một khó khăn lại đến với những người cứu hộ Thái Lan khi rạng sáng nay ở Chiang Rai trời lại đổ mưa nặng hạt. Dự kiến trong sáng ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ tới trực tiếp hiện trường để thị sát cũng như động viên các nhóm cứu hộ. Danh tính cậu bé đầu tiên được đưa ra khỏi hang. Mongkorn Bunbim là thành viên đầu tiên của đội bóng Thái Lan được đưa ra khỏi hang sau hơn 2 tuần mắc kẹt. Các thành viên đầu tiên của đội bóng Thái Lan đã được đưa về bệnh viện Ratchanokorn, Chiang Rai, nơi lực lượng an ninh phong tỏa dày đặc. Mongkorn Bunbim, 13 tuổi, được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hang tham luân vào lúc 17 giờ 10 hôm ngày 8 tháng 7. Mongkorn được giám định sức khỏe ngay sau đó trước khi được xe cứu thương
và trực thăng chở tới bệnh viện Chanrai Ratchanokorn, cách khu vực hang động khoảng 70 km về phía nam. Mongkorn hay còn được gọi là Mat là thực tập sinh của học viện bóng đá, em đam mê môn thể thao vua từ nhỏ và thường xuyên mặc áo đấu đi khắp mọi nơi. Đội bóng yêu thích của em là câu lạc bộ Mongkorn United đang chơi cho giải ngoại hạng Thái Lan. Chiến dịch cứu hộ bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 8 tháng 7 và đang diễn ra khẩn trương. Truyền thông Thái cho biết khoảng 6 cậu bé đã được giải cứu. Do mực nước trong hang giảm đáng kể, các cậu bé đầu tiên được đưa ra sớm hơn thời gian dự kiến, khoảng 3 đến 4 tiếng. Nhờ mực nước rút, các em có thể đi bộ thay vì phải lặn từ khu vực hang động số 3 tới cửa hang. Đã có 4 cầu thủ Nhí ra khỏi hang, 2 người khác đã đến nơi an toàn. Một thành viên cấp cao nhóm chăm sóc y tế cho biết đến nay 6 cầu thủ Nhí đã được đưa ra khỏi hang Tham Luông, nơi các em bị mắc kẹt hơn 2 tuần qua trong chiến dịch giải cứu. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Trung tướng Konchep Tantawanit cho biết có thêm 2 thành viên của đội bóng đá thiếu niên bị mắc kẹt trong hang Tham Luông đã được đưa ra khỏi hang, trong khi 2 thành viên khác đã tới hang số 3, dự kiến cũng sắp được đưa ra khỏi hang. Một thành viên cấp cao trong nhóm chăm sóc y tế cho biết, như vậy đến nay 6 cầu thủ Nhí đã được đưa ra khỏi hang Tham Luông, nơi các em đã bị mắc kẹt hơn 2 tuần qua trong một chiến dịch giải cứu bắt đầu từ khoảng 10 giờ cùng ngày. Trước đó, 4 thành viên đầu tiên của đội bóng đã được đưa ra khỏi hang Tham Luông thuộc tỉnh Chiang Rai ở miền Bắc Thái Lan. Theo phóng viên có mặt tại hiện trường, những cậu bé đầu tiên được giải cứu khỏi hang đã được chuyển tới bệnh viện Chiang Rai bằng máy bay trực thăng. Đội bóng Thái Lan quyết tâm và sẵn sàng ra khỏi hang Tham Luông. Các thành viên đội bóng rất muốn rời khỏi hang để đoàn tụ với gia đình. Chiến dịch giải cứu đội bóng Nhí mắc kẹt trong hang Tham Luông đang được tiến hành. 18 thợ lặn đã di chuyển vào trong hang để đưa các em cùng huấn luyện viên ra. Được biết, cả nhóm sẽ phải di chuyển hành trình dài 4 km qua các vùng nước đục và khe hẹp trong hang. Tuy nhiên, do nước đã được rút bớt nên hầu hết quãng đường ra ngoài là đi bộ. 13 thành viên đội bóng đã được thông báo về chiến dịch giải cứu này. Tất cả các em đều rất mạnh mẽ và quyết tâm ra ngoài để được đoàn tụ với gia đình. Bên ngoài gió lớn cùng với mưa đã xuất hiện, vì vậy hôm nay chính là thời điểm hoàn hảo nhất để đưa các cậu bé ra ngoài trước khi mưa lớn hơn. Các máy bay trực thăng cùng xe cứu thương đã túc trực sẵn bên ngoài để di chuyển các thành viên đến bệnh viện Chiang Rai ngay lập tức khi các em ra đến cửa hang. Giải cứu đội bóng Thái Lan, 2 thợ lặn kèm 1 người rời hang. Thống đốc Narongsat Osotthanakon, người giám sát sứ mệnh giải cứu đội bóng lợn hoang khỏi hang Tham Luông cho biết, kế hoạch đưa các cậu bé ra ngoài theo từng cặp, mỗi người được kèm bởi 2 thợ lặn. Ông Osotthanakon cũng cho biết gia đình các cậu bé đội bóng Nhí Thái Lan đã được thông báo về kế hoạch giải cứu con em họ và đã đồng ý để các thợ lặn bắt đầu hoạt động. Trái tim họ mạnh mẽ và đầy quyết tâm, các cậu bé sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, ông Osotthanakon nhấn mạnh. Trước đó, theo vị thống đốc, các chuyên gia y tế Úc đã vào hang vào sáng sớm hôm nay để đánh giá sức khỏe của các cậu bé và khẳng định cả đội bóng đủ sức khỏe để thực hiện hành trình. Ông cho biết cả cậu trai 100% có sức khỏe phù hợp cho cuộc hành trình bơi lặn và lội ra khỏi hang Tham Luông và họ đã sẵn sàng để làm điều đó. Tình hình hiện tại bao gồm mức độ không khí, mực nước và sức khỏe của các cậu bé hiện là tốt nhất, ông nói. 13 thợ lặn nước ngoài chuyên nghiệp và 5 thợ lặn rêu Thái đang tiến vào trong hang động để giải cứu các chàng trai ra ngoài. Việc bơm nước khỏi hang động đã giúp giảm mực nước xuống mức an toàn nhất kể từ khi các cậu bé mắc kẹt. Việc chờ đợi lâu hơn nữa không phải là một lựa chọn tốt vì mưa lớn dự kiến sẽ lại khiến hang động ngập lụt thêm. Tờ báo Guardian dẫn thông tin trên Twitter của nhà báo Australia Amanda tại hiện trường cho biết, tính đến 15 giờ giờ địa phương, khả năng đội thợ lặn đã tới khoang nơi các cầu thủ Nhí trú ẩn và dự kiến đang chuẩn bị đưa người đầu tiên khỏe mạnh nhất trong đội ra ngoài. Tới 21 giờ đêm nay, nửa đêm, các bạn sẽ thấy kết quả. Chúng tôi sẽ đưa các cậu bé ra ngoài theo cặp, mỗi người được 2 thợ lặn bơi kèm. Tuy nhiên, một chỉ huy quân đội Thái Lan cảnh báo rằng
có thể mất tới 2, 3 hoặc 4 ngày trước khi tất cả 12 cậu bé và huấn luyện viên đội bóng được giải cứu. Theo thiếu tướng Cha Long Chai, Chai Gia Cam 13 người bị kẹt trong hang sẽ lần lượt ra ngoài trong khoảng 2 đến 4 ngày, tất cả có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, mực nước. Các cầu thủ nhí dưới 16 tuổi và huấn luyện viên 25 tuổi mắc kẹt trong hang Tham Luông suốt 15 ngày qua sau khi đi vào hang hôm ngày 23 tháng 6 và bị kẹt do mực nước dâng cao. Họ được những thợ lặn Anh tìm thấy tối ngày 2 tháng 7 sau cuộc tìm kiếm liên tục kéo dài 9 ngày với sự tham gia của các đội khắp nơi trên thế giới. Kể từ hôm nay ngày 7 tháng 7, mực nước đã giảm đáng kể và giới chức cho biết họ đang ở thời điểm sẵn sàng tối đa. Giới chức Thái Lan cho biết hiện mức nước đã hạ đủ thấp để có thể đi bộ trong hầu hết hệ thống hang động, các cậu bé sẽ chỉ phải lặn rất ít.